bị yêu rồi bị tan vỡ, rồi đi ra bị dập mặt, rồi đi ra bị coi thường. Nói chung là hãy để cho bản thân mình bị chà đạp nhiều hơn. Khi mà mình bị chà đạp nhiều hơn thì mình khôn hơn, thì mình sẽ giúp được nhiều người với cái trải nghiệm từ cái sự đau khổ của mình. Hãy học thêm những kiến thức này bằng cách qua kênh YouTube Nhi Lê, bấm subscribe và nhấn cái chuông. Kiến thức là miễn phí, hành động là ở bạn.